Hey, Bert. What is it, Ernie? You know, Bert, I just remembered. I didn't put away all my toys. I left a big mess in the other room. You think I should get up and clean that stuff up now? Ernie, it's time to go to sleep now. You can do that in the morning. Yeah. It's pretty messy in there, Bert. Well, Ernie, you're just a little messy. I've learned that. I'm used to it. Let's go to sleep. You know, Bert, you're a real friend. I'm messy and you don't like it messy. But because I'm your friend, you don't mind too much if I'm messy. Well, not too much, Ernie. Let's just go to sleep. But that's what a friend is, Bert. I mean, not minding too much because you like someone. That's a friend, Bert. A pal. Not minding. That's what friends are for. I am messy. Really messy. But you don't mind if I am messy. If I'm messy, you don't mind it. That's what friends are for. You like pigeons? I love them. Well, I don't mind if you like pigeons. If you like them, I don't mind it. That's what friends are for. Friends help you put away your toys. Help? I do it alone mostly, Ernie. Friends don't mind if you make a little noise. A little noise? Like what? Like this, Bert. You didn't mind that, did you, Bert, old pal? Not much. Ernie, I'm tired. I'm really tired. You're tired, Bert. Well, that's okay, old buddy. You see, I don't mind if you're tired, because you're my friend. You can be tired if you want to. You are tired? Really tired? Well, I don't mind if you are tired. If you're tired, I don't mind it. That's what friends are for. I'm gonna sleep anyway. Friends always lend a helping hand. Doo-doo-dee-doo, doo-doo-dee-doo. Friends are the kind of friends that understand. And they don't mind it. Right, Bert? Bert? He's sleeping. Well, I don't mind if he's sleeping. Because he's my friend. Because that's what friends are for. Bert, it's okay if you're sleeping, Bert. I don't mind, Bert. It's okay. What is okay? You are sleeping. Really sleeping, but I don't mind if you are sleeping. Sleeping? If you're sleeping, I don't mind it. That's what friends are for. That's what friends scooby-doo. That's what friends dee-dee-dee-dee. I'm gonna go sleep in the kitchen. Friends skee-dee-bee-doo. That's what friends scooby-doo. That's what friends are for. Bert? I guess he's going to sleep in the kitchen again. Oh, well, if he wants to sleep in the kitchen, that's okay with me, because he's my friend. You like... Thì cái video vừa rồi là một cái đoạn hoạt hình ngắn nói về cái bạn Bert và bạn Ernie ha. Thì bạn Bert đang ngủ mà bạn Ernie thì đang mất ngủ, xong rồi cái cứ hỏi bạn Bert là mình có phải là bạn không, rồi bạn bè phải làm sao, thì kiểu như là phải có quan tâm, kiểu như Bert có quan tâm nếu như mà Ernie kiểu làm loạn lên không, hoặc là gây rối hay không. Cái xong rồi mà bạn Bert rất là mệt,
Cái xong bạn Ernie cũng vô tư vui vẻ vì bạn bớt là bạn, xong rồi cái nghĩa là các bạn bớt không có quan tâm đâu. Xong rồi bạn bớt chịu hết nổi, bạn bớt vô nhà bếp ngủ. Đi đó là một cái video hoạt hình ngắn. Bây giờ mình coi tới video Phật giáo. Châm nhập phía anh có gì theo dõi thì giúp châm dịch đoạn video này nha. Ok chăm. A long time ago, a Buddha named Anumodasi came into being. As customary for Buddhas, he searched for worthy beings whom he could help. The Buddha, with his divine eye, saw that the hermit Saratha had become sick of the world and dedicated himself to searching for the Dhamma. He appeared in the air near a cave where Saratha was practicing. Saratha, knowing instinctively that the majestic being in front of him must be a Buddha, got up and offered his seat to him. Saratha, using his mental powers, called all his 74,000 followers to come pay their respects to the Buddha. The Buddha used his immense willpower to summon his chief disciples and 100,000 enlightened monks to that spot. The ascetics were delighted for the opportunity to serve and care for a Buddha and his holy disciples, and made mounds of fresh flowers as seats for the monks. The Buddha and his retinue of monks was then formally invited to sit on the mounds of fresh flowers. They proceeded to practice mental focus for 7 days and seven nights in order to maximize the merit that the ascetics would receive for their offerings. As for Saratha, he dedicated himself to holding an umbrella for the Buddha to protect him from the sun and the elements. He did this for the entire 7 days and seven nights. After everyone came out of their meditations, the Buddha instructed his right-hand chief disciple, Nisapa, to give a Dhamma talk. Throughout the discourse, Saratha was deeply enraptured. He was impressed with Nisapa's mannerisms, his status, his eloquence, his wisdom, and his overall demeanor. Saratha could not take his eyes off of him. After the venerable Nisapa had finished, the Buddha asked his left-hand chief disciple, Anoma, to give a Dhamma talk. At the end of the two sermons, the Buddha himself expounded on the Dhamma. The Buddha's Dhamma was profound and deeply touched the soul of each person in attendance. His Dhamma showed them a path to escape suffering and rebirths, and each person used their wisdom to follow along. At the end of the sermon, all 74,000 hermits were fully enlightened as arahants. The only person who had not achieved any level of enlightenment was the hermit Saratha. The Buddha asked him, "Saratha, during all the Dhamma discourses, you were distracted. What were you focusing on?"
Sarata responded, "My lord, during the discourses, I could not tear my attention away from the venerable Nisapa. I want nothing more than to be just like him. I want to be the right-hand disciple of a Buddha. There's nothing I want more. With the merit I received from holding the umbrella for a Buddha for 7 days and 7 nights without rest, may that merit be dedicated to helping me achieve my ultimate wish." The Buddha took a second to look into the future and saw that Sarata's wish would come into fruition. He then said, "Hermit, your wish will not go unfulfilled. In one asankhya, or infinite period, and an additional 100,000 eons, you will be born in the time of the Buddha Gautama and be his right-hand chief disciple." Sarata was overcome with joy, but true to his nature, he never forgot his friends. He asked the Buddha if it would be possible for his best friend to become the left-hand chief disciple with him. The Buddha said yes, this would be possible. Sarata quickly went to find his friend Siriwatana. He told him all about what happened and asked him to be his partner. Siriwatana was delighted and more than happy to join Sarata in this auspicious journey. Siriwatana offered alms to the Buddha and his retinue for 7 days. At the end of the 7 days, he made an aspiration to be a chief disciple alongside Sarata. The Buddha looked into the future and gave the prediction that Siriwatana's aspiration would come true. The friends ordained and followed the Buddha Anumadasi until the end of their lives, and for one asankhya and 100,000 eons, they cultivated the paramitas, or virtuous characteristics, necessary to become chief disciples of a holy Buddha. What did you learn from this story? Mời Phi Anh tóm tắt điểm chấm với đoạn video mình nha. Câu chuyện kể về một cái vị đạo sĩ Sarada nọ, thì ông ta đang trong lúc bế tắc trong cuộc sống, thì lúc đó đang mong muốn được chiếu sáng bởi một cái pháp lý nào đó, thì Đức Phật đã dùng cái sự quan sát của mình có thể biết được là ông ta đang muốn gì và đã xuất hiện và dạy cho cái ông đạo sĩ, và gặp mặt ông đạo sĩ đó ngay tại một cái hang đá. Sau đó thì ông đạo sĩ đó mới cảm động trước Đức Phật và mới rủ thêm những cái người người dạ tôi mẹ tôi kêu á để cho tiếp tục thì người đạo sĩ đó thì đến thì Sarada mới mới cúng dường và ngài Đức Phật đó đã giảng những cái bài pháp thoại cho những cái người mà đi theo cái ngài Sarada đó, và khi mà vị Phật đương thời đó đang giảng pháp cho tất cả mọi người thì Sarada đứng kế bên để mà che cái dù cho cái vị Phật đó 7 ngày 7 đêm, rồi trong tâm á, trong ước nguyện á, là lại muốn giống như là những cái người mà bị thị giả, những người đắc lực bên tay, như là bên tay trái với bên tay phải của vị Phật đó, giống như là họ được đi theo để được học hỏi ngài và được phụng sự ngài, thì trong lúc mà cầm đứng che dù á, thì Sarada rất là khao khát nhận ước nguyện đó. Thì Đức Phật đó sau khi mà giảng pháp xong thì có thể nhìn thấy được cái ước vọng đó của Sarada, thì mới hỏi ngài á, là khi mà
À, ta đang giảng pháp á, thì ngài nghĩ cái gì? À, cái xong rồi á, cái ngài Sarada đó mới nói ra cái ước nguyện của mình, thì vị Phật đó, vị Phật đương thời đó mới nói là trải sau 100.000 kiếp tương lai đổ thì kiểu như là cái ước nguyện nó sẽ thành sự thật, và ngài á sẽ là cái vị Sarada sẽ là người kiểu cẩn thận, vị đệ tử đắc lực bên tay phải cho vị Phật Gotama là Đức Phật Thích Ca. Thì đó là lúc đó Đức cái vị Phật đó đã dự đoán trước cho ngài Sarada là như vậy. Thì cái ngài Sarada đó nghe xong rất là vui mừng, và nhưng mà vẫn không quên người bạn thân của mình là cái ngài Siddhartha. Cái xong rồi cái ngày bạn thân đó nghe tin thì cũng vui nữa, xong rồi lại cúng dường cho các vị, lại cúng dường xong rồi cũng trong tâm cũng muốn là cùng đồng hành với người bạn thân của mình là Sarada để được phụng sự cho các vị Phật trong sau này á, tương lai á. Rồi thì được, vị Phật đương thời đó đã cũng thấy được cái ước nguyện đó, và cũng sẽ nói là ước nguyện đó sẽ thành sự thật. Rồi sau đó thì hai người Sarada và bạn thân của Sarada đã xuống tóc xuất gia đi tu và đi theo cái tăng đoàn, rồi sau này đã trở thành những vị đắc lực cho Đức Phật Gotama, đó là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Có là cái câu chuyện vào quá khứ của hai vị Phật đó. Chị này kết thúc chuyến video ở đây nha. Ủa hết bài rồi hả? Hết hết video hả cháu? Dạ, hết video. Wow. Mẹ ha, bây giờ mình nói chuyện đi. Bây giờ mình nói chuyện đi. Một chút sẽ mấy 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 cô ở bển, mấy chú bển sẽ phát quà cho mấy gia đình mà khó khăn ở Việt Nam á. Và cho mấy em mà gần sư bà đó, thì tụi con ở đây chút xíu là có người sẽ chiếu qua cho tụi con coi ha. Những cái câu chuyện về giáo dục đạo đức rồi đó con có không hả? Hả Trâm? Dạ để con lên con sọt thêm để chiếu mấy em coi cô. Có một cái bệnh Những bạn mà hồi sáng thi á, mà được giải á, tụi con email qua cô Trang giùm nha. Email của cô Trang hồi sáng cô Trang có đánh rồi, bữa nay cô Trang gửi lại lần nữa. Email cho cô Trang số tài khoản, tên của người đứng cái tài khoản đó. Cái gì nữa? Cô Trang quên rồi. Tên nhà băng và số điện thoại, tên và tên của tụi con. Tên của tụi con mà được giải gì đó. Nha, mấy bạn nào mà được giải nhớ gửi cho cô Trang những thông tin đó.
Hồi sáng ai được giải con? Có ai được giải không? Nói cho cô cha nghe hồi sáng ai được giải ha. Trong cái nhóm mình ai được giải nha. À, Phúc Hưng con được giải gì? Dạ con có tin nhóm rồi. Hả? Dạ con không chưa có tin nhóm. Ủa Không, có con có được giải gì không? Hồi sáng là con thi dạ không. con có được không hả? Dạ không. Giáng Uyên có thi có được giải gì không? Nhưng mà anh con với Rồi bây ba giờ cô hình như cha. nè, hả, gì con? Dạ hôm nay con với ba. Con giải ba thì con biết giải ba rồi, con đã nhắn tin cô Trang chưa? Dạ hôm nay con với ba. Rồi hai con giải ba rồi, cô Trang hiểu rồi. Nhất Phi giải ba, có nhắn tin cô Trang rồi phải không? Rồi bây giờ Vâng. để cô Trang coi sư cô ở bệnh. Ôi sư cô ơi, sư cô có thể mở màn hình mà cho nó bự ra được không? Chú Quỳnh, ý là cô Trang nói là mở màn hình bự ra được không? Cái đó mình để cái điện thoại ngang á thì mình sẽ được thấy. Ủa sao nó lại méo xẹo vậy? Ủa? Này để con bật ngang cho. Chế độ đó đúng rồi, cái đó bự rồi đó, đúng rồi sư cô. Được chưa cô? Dạ dạ đúng rồi, quá đẹp quá đẹp. Yên ơi. Dạ ơi. Ai vậy? Ai kêu mình vậy? Tịnh Tịnh Hải đó. Hải Tịnh Hải quậy lắm. á. Ủa cô biết Tịnh Hải rồi hả? Dạ biết. Quậy lắm. Tịnh Hải Này Tịnh Hải mới Phước. học mà cô kêu quậy nha Hải. À Tịnh Hải mới học cũng quậy. Quậy với Tịnh Phước đó. Một nhóm. Đâu? Mới 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 dẫn nó lên đó cô, mới kêu Dẫn nó lên cô nghiêm á. à, đó trời Ở ơi. đi chùa, ở chùa tu từ nhỏ giờ đó cô. Vậy đó hả? Mà Dạ. thấy 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 vẫn để tóc nên nó đâu có biết, mà sao thấy Tịnh Dạ. Hải ra cái thắc mắc kêu mở hình Tại lên. là hồi 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 xưa nó ở chùa với con, nó ở từ lớp mẫu giáo bây giờ tự nhiên bây giờ nó ra. Oh, dạ. Đó đây là sư cô Nguyên Duyên đang ở cái chỗ phát quà đó con. Mỗi phần quà thầy phát cho các bác, những cái gia đình mà nghèo với những gia đình mà bị bệnh đó. Phần quà gồm có mì gói nè, sữa nè, bột nêm, nước tương, dầu ăn, đủ thứ hết. Đường. Đó, hộp bánh để cho các bác ăn Tết, với gia đình ăn Tết. Đó. À, mấy giờ mọi người mới tới hả sư cô? Tụi con mở màn hình lên hết đi, tụi con tắt màn hình làm gì? À, sư cô có biết mấy giờ mọi người mới tới không? Dạ tới hết rồi cô Trang. Rồi tới hết rồi, giờ hỏi cô tổ trưởng chuẩn bị chưa? Dạ xong, chuẩn bị xong rồi cô ạ. Dạ cô tổ trưởng chuẩn bị xong rồi. Cô tổ trưởng này. Tới hết rồi phải không cô? Dạ tới hết. Dạ tới hết rồi cô Trang ơi. Dạ dạ để con mời thầy nha, để con mời thầy. Đây cô. Dạ dạ rồi. Vậy thì nói cô Nguyên Duyên ơi, nói cô tổ trưởng bắt đầu đi Dạ cô tôi ha. trưởng hai giờ bắt đầu Dạ cô. thầy có ở đây Dạ rồi. Bình dạ có đúng Bình rồi, ở có đó bác chụp cho hình tính không là vậy? nhà vô để Dạ quý có bên ạ. Có chú Bình ạ. dạ Chú Bình sáng chở con qua đây á. dạ dạ Vô đi con. Nói mấy bà mấy bà.
Cái cô tổ trưởng này là mẹ của Phi Anh đấy, con mới biết. Dạ dạ À. thầy thầy có muốn nói vài tiếng trước không thầy? Nói cổ gì tới đây con. Cô Minh Duyên ơi, nói mẹ của Phi Anh tới Dạ. tới tới cái máy, tới cái điện thoại của sư cô á, Dạ đây rồi đây đây, đang đứng đây, đang đứng đây luôn cô ạ. À. Cô xíu Trang xíu qua cái mặt, chiếu qua mặt của cô Hà đó, ơi. cô bấm để quay lại chiếu vô cái mặt á, để rồi rồi đó, rồi cô Hà nhìn được thầy không, thấy được thầy không? Dạ bây giờ là chuẩn bị bắt đầu cho khai mạc hả cô Trang ha. Dạ Dạ mỗi bậc cô nói chuyện với dạ thầy chút xíu bật nha, lên đợi nha, chút xíu. cô nói chuyện với thầy chút à. Dạ chào mô Phật, chào cô ha. dạ mỗi bậc thầy Như mọi năm còn chưa ha. thấy thầy, Chào thầy, thầy. Dạ mỗi Rồi. bậc con chào thầy. Cô kế Dạ thưa với thầy, hôm nay con cũng được lệnh là tập trung các cô chú và này, các người nghèo, những người bệnh đó, thưa sư thầy đã đứng đây rồi đó thầy. Dạ chuẩn bị cái này ha, rồi vậy nói cho thầy tôi có nói vài lời gì không để thầy nói. rồi cô mở đi, cô mở tôi nói vài lời ha. Dạ mở lớn lớn cả. Cô Nguyên Viên lại cái chỗ mọi người đứng á, chiếu cho mọi người, cho mọi người coi, lại cái chỗ mọi người đứng đông á. Dạ đây ạ. À. Đây là thầy Minh Nguyễn Quốc phát quà cho mấy quý Phật tử đây. Cảm ơn thầy. Đó. Quý cô nói chuyện với thầy. Cảm ơn thầy. Rất là Dạ, lời chào. dạ cảm ơn thầy. Dạ thầy nói đi quý quý cô, quý bà nghe đây ạ. À. Một Phật. Nghe thầy nói. Chào quý vị ha. Dạ, Như mỗi năm ha. Đến cảm bên ơn thầy. sao con thấy thầy nói nhỏ lắm, cô Trang nói lớn lắm mà thầy nói không nhỏ đó. Nghe được không con? Dạ được rồi thưa thầy. Con mở lớn ha. Không biết có Dạ biết. mọi người im lặng mới nghe được ạ. Mở cái chú xuống cho mấy vị đó con ha. Dạ thưa thầy, thầy nói đi thưa Rồi vâng. À, họ đâu có thấy tôi hả? thầy. Khi thầy nói cái màn hình bự lên thì họ sẽ thấy thầy nói. Có mấy người hơn đâu có thấy hết Đã, ha. thầy đang. Đi xa đi con. À, cô Hà ơi, phải phải cô nói là mình có 20 hộ không? Dạ đúng rồi đúng rồi, hai chục hộ với bốn em học sinh, Dạ, 4 gia đình học sinh. hai đứa nữa, còn đứa nữa cũng vậy luôn. rồi để tôi cố gắng tôi nói lớn ha, nghe được không cô Nguyên Duyên? Dạ thưa nghe được thưa thầy. Lớn không Dạ con? dạ nghe được là thưa thầy. Để tôi dịch Thôi thôi thôi, cửa thầy đó con tin nghe lên được tới. chứ không có nghe. Rồi, xin chào quý vị. Chào mừng vào. Giờ hôm nay cũng là nhân dịp cuối năm ha. À, bên đây chúng tôi có một đó, để chia sẻ với quý vị. À, Tết đến ha, rồi cầu chúc quý vị một năm mới ha. Thường an lạc, sức khỏe dồi dào, mọi sự gì đều mong muốn ha. Dạ, mô Phật. Rồi con. Con cũng chúc thầy được an khang thịnh vượng nha, được được nhiều sức khỏe. Rồi. 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 Được rồi cô. Rồi cô đưa cho cô tổ trưởng con. Cho cô Hà đó con. Dạ 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 con kính thưa thầy. Rồi. À, bao nhiêu phần nữa con? Dạ con kính thưa thầy, hôm nay con xin đại diện những hộ dân nghèo và bệnh hoạn á, cũng xin ngỏ lời cảm ơn với thứ nhất là cảm ơn sư thầy và các mạnh thường quân, những cô phụ trách về cái vấn đề từ thiện này, chúng con xin vô cùng là cảm ơn đã gửi đến tấm tấm lòng chúng con. Dạ lời cảm ơn.
anh đi vào phòng nha. Cô Hà ơi, cô nói cho thầy biết mình có mà mình quà của mình là bao nhiêu phần cho những học Dạ sinh dạ thưa và bao thầy, nhiêu phần cho mấy em? những hộ dân á, vâng, những hộ dân á là 20 phần với 4 em học sinh, thì danh sách là đưa cho thầy Bình, đây là danh sách. Dạ chúng con sẽ phát theo danh sách này và có thầy Bình và các cô Nico đứng đây, dạ đại diện Cô á, xong rồi nè. Hà Đây là ơi, danh sách. cô cho bốn em học sinh riêng ra nha, tại mình có Dạ mình có dạ cái khác dạ mình cho 4 em học thêm bốn sinh em trả đó. lãnh sau ạ. dạ À. dạ 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 rồi rồi dạ vậy thưa thầy. cô phát được rồi ha, cảm ơn cô nhiều rồi. Cảm ơn cô. Dạ dạ một lần nữa con xin cảm ơn. Dạ giờ con xin khai mạc nè. Được không thầy? Dạ rồi thầy cho khai mạc. Con quay cả đất sản. Dạ. Đưa đi cô, hát đi cô. Đây. Mai Tư à? Trương Thị Mai Tư. Không có, đọc tiếp đi cô ạ. Trương Thị Mai Tư. Không có, đọc tiếp đi cô. Ai có nhận Trần đi. Thị Sơn. Trần Thị Sơn. Kim Cương. Cảm ơn. Không có, không có. Cứ đi tiếp đi. À bà hả? Trần Thị Tuyên. Dạ, lên nhận đi con. Dạ. Xin mời bà Đỗ Thị Hoa. Bà Đỗ Thị Hoa. Chính là Nguyễn Kim Đây bà cầm nữa không? Hãy nhờ. Bà có phiếu không? Dạ rồi. Dạ. Kim Phượng. Đây là Dạ Nguyễn dạ. Bùi Dân. Trần Quang Thuận. Trần Quang À chú bị xe lăn à? Dạ, được rồi chú. Mang tới nơi luôn. Lê Đình Kim Thanh. Phạm Thị Ủa? Để con phát quà cho chú đây nữa này. Vũ Thị Từ từ cô. Từ từ con. em đi cho cô. Đây Vũ Thị Bến. Cảm ơn thầy. Dạ. Kim Huệ. Dạ từ từ con. Dạ rồi. Tầng quán 7. Bảy. Ông 7 là ai? À đây là dạ. Dạ. Quang. Cà mà đi lắm Dạ chị. dạ dạ. Trần Minh Đức. Cảm ơn Con hả? các thầy đã giúp đỡ đứa em. Dạ. Cảm ơn cô đã vũ ra. Dạ. Đặng Thị Hoa. Phan Phan. Đây bà đây. Dạ. Còn ai chưa lãnh nữa không ạ? Vũ Thị Nguyệt lãnh chưa? Nguyễn Minh Thư nè. Dạ, còn bốn em học sinh đây phải Dạ còn bốn em học sinh đây thưa cô Trang ơi, còn bốn em học bây giờ bốn em xếp hàng ngang đi con, rồi cô Hà phát để cho Bình chụp hình, rồi cô Hà phát. Bình ơi gửi bao lì xì cho mấy em luôn. Bình cô Nguyên Bình cho Nhiên, Bình cô nói Bình gửi bao lì xì luôn. dạ 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 rồi dạ.
cái bình. Ủa chú bị đóng bao lì xì á? Sao kỳ á? Trời ơi, nãy giờ không bỏ bao thơ. Trời, chứ kỳ sao nãy nói sao á? Bó tay bình, bình. Trời ơi, chứ bình nãy giờ chú bình không nói con. Tam bé thì trước này. Thông mi nữa chị Minh, con thông mi nữa. Thông mi nữa, bỏ thông mi nữa, bé thông mi chứ. Đây này. Vâng, nằm con từ từ đứng đây, từ từ đứng đây nha. Được không, đỡ không? Đứng yên trước để chụp hình chung. Dạ, dạ. Dạ dạ dạ. Tại con quay qua bên kia coi á. Ai cho mình cầm giùm con đây nè. Hai người tới đi để chị quay này cho thấy cho thầy Bình với cô. À để chụp tấm hình luôn. Rồi giờ đây luôn nha, chụp tấm hình luôn. Bé mặc áo dài. Duy à, tại Duy á. Một hai. À, đi con vô đứng nha. Chụp cho con. Chạy cẩm này. Rồi. Nhớ bài cái mà con nhìn hết không à? Thầy có căn dặn nói gì chút nữa không thầy cho mấy em? Cái này chỉ còn mấy em thôi chứ mấy vị nhận quà xong về hết rồi nha cô Trang. Dạ, thầy có nói chuyện gì dạ. Với mấy em không? Ôi được rồi, nó nói chuyện riêng không sao đâu. Con tại vì Phan nè, Phan nè, Phan, Phan bỏ xuống đi Phan nói chuyện như thầy. Được không sao con? Không sao. Dạ, tụi con cảm ơn thầy. Dạ, ở đây thì có 4 bạn học sinh. Dạ. Dạ, với lại cũng thay mặt mấy hộ gia đình khó khăn. Cảm ơn thầy đã tặng quà Tết cho mọi người. À, hỏi mẹ cái khoảng một chút nữa mẹ có đi đâu không Phi Anh? Dạ mẹ ơi, cô Trang hỏi một chút nữa mẹ có đi đâu không? Dạ không cô Trang ơi. À, thầy nghĩ khoảng mấy giờ thầy nói sao cái này? 9:30. 9:30 là có nghĩa là 10:30 ở bển, nói mẹ vô cái Zoom này để thầy nói chuyện chút nha, mẹ với con nha. 9 dạ. Là 10:30 bên con á, 10:30 bên con nha. Cô Trang nói 10:30 hẹn mẹ nói chuyện trên Zoom. Dạ mẹ con. Mẹ con nói đồng ý rồi. Rồi rồi rồi, cảm ơn con. Rồi rồi bây giờ cho mấy bạn về đi ha, để hoặc là vô lớp lại, hoặc là con về con vô lớp dạ. Lại rồi. Rồi. Dạ, cảm ơn con. Dạ cô Trang nói mấy bạn về lớp học bài xíu. Cảm ơn sư cô. Dạ, cô tên gì? Dạ con tên là Nguyên Duyên ạ. À. Rồi con cảm ơn sư cô. Cảm ơn sư cô tế phụ. Rồi cảm ơn sư cô Bình đã phụ để mà làm được cái buổi này. Bình. Dạ Bình đây, Bình đây ạ. À. Cảm ơn Bình ha, anh lo đi mua đồ rồi. Cho thầy. Dạ. Dạ. Lại. Dạ. Dạ. Tâm nghĩ lại. Tâm mấy đứa con. À. Ờ, năm nay bỏ, năm tới thầy. À, rồi. Dạ. Dạ. Năm là qua luôn hay chỉ qua thăm thôi? Dạ qua thăm rồi. Qua luôn ha, ông vui hơn ha. Dạ. Mô Phật cảm ơn anh nhiều ha. Dạ dạ mô Phật cảm ơn thầy. Anh mới lo. Dạ dạ. Ở mua đồ mua đạc cho mấy đứa nhỏ mấy vị đó ha. Dạ. Dạ chứ giờ con chạy đi ra ngoài đóng hai cái thùng cho chị cô mang đi. Chừng nào bay. Dạ. Dạ tối mai, tại vì cái thùng
cái thùng mà bỏ vô cái khung hình đó này, không có thùng nào vừa, mình phải ra Sài Gòn mình đặt theo đúng cái size cái khung hình mới được. Nặng mình. Dạ. Khung nó nặng. À, chắc cũng mỗi khung 3-4 cái không nặng nhưng mà nó cồng kềnh thầy, nên cái mình phải đặt cái size thùng theo cái hình đó. Mình nhớ mua cái đồ quấn cái đồ lại nha. Quấn cả chỗ đó có bán luôn. Dạ, quấn để quần áo để mà chim cái đó đó. Sư cô để quần áo để quấn vô để chim mấy cái đó đó nha, chứ không thôi nó bể. Dạ. Nó cứng nó bể. Dạ, cô Trang ấy là con đóng hai bức tranh nó vô một thùng, bởi vì cái thùng đó mình phải đi đặt á cô Trang, mình đặt một thùng. Dạ được, tại vì sư cô cũng trở qua Kentucky thôi, ở đây lấy ra không được cho nên sư cô cứ đóng vô một thùng. Dạ. Dạ nhớ chim cẩn thận ở trường bể nha sư cô. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ, vậy con rồi nha sư cô. Dạ, mô Phật. Dạ, con chào thầy ạ. Mấy em học tiếp thôi. Dạ, cho mấy em vô nói chuyện chút rồi. Thì tại vì cũng có mấy cô vô rồi đó thầy. Cô cho đi con. Dạ, mô Phật thầy. À, cô Phương Anh ơi, nãy giờ cô thấy không? Cô Phương Anh, cô Thân Nguyện như nãy có thấy cô Thân Nguyện không ta? Dạ, cô Trang. Cô Thân Nguyện dạy không? Dạ không, Thân Nguyện chỉ vào tham gia cái phát quà thôi. Dạ. Cảm ơn cô Trang. Dạ. Ủa, sao bữa nay mấy thầy cô giáo không ai xuất hiện như vậy ta? Dạ. Anderson, Aaron, cô cũng không thấy hả thầy? Dạ, ok, để tôi gọi tụi nó. Cô Trang. Dạ. Sao? Tôi cảm ơn anh kia đây. Anh kia hả? Rồi bây giờ phải đợi anh kia vô nha. Anh kia chưa vô nên không có thấy được. À, bây giờ con vô học cái lớp nào mà có cô thầy cô giáo rồi thì mình vô trước nha. Cô Phương Anh ơi, cô nghe được không vậy? Cô Phương Anh. Nghe được Trang ơi. Dạ, bây giờ em cho vô lớp nha. Lớp okay. Nào có cô rồi thì vô trước đi. Được rồi. Dạ. Chắc không đủ thì em dồn cả hai lớp vô một quá. Rồi lớp 1 vô trước đi con, lớp 1 lớp 2 vô với cô Phương Anh trước đi. Mình là mình vào bấm mình. Uyên ơi, con có dạy không Uyên? Con có dạy không?
Khoa vô lớp đi con, Khoa vô lớp. Khoa ơi. Dạ, cô Thân Nguyễn, cô Nguyễn vô dạy hả? Cô Trang cho Thân Nguyễn nói chuyện với sư phụ chút được không? À, dạ thầy, à, để Trang gọi thầy. Dạ. Aaron, Aaron. À, thầy đó, thầy nói rồi đó. Rồi, cô Thân Nguyễn nói đi. Con. Dạ. Mà thầy cho con xin nói chuyện với thầy 10 phút được không? Nhờ cô Trang chia. Dạ, con chia vô lớp nha thầy. Rồi, cô Thân Nguyễn. Như thầy phòng dạ dạ vô phòng. Ừ. Thầy vô phòng thứ 6 á thầy. Được không? Aaron. Aaron ơi. Mấy bạn mới học rồi. Hi Shayla. Good evening. How are you? Good. How are you? Good too. Thank you. I don't see them sign yet, right? Do you see? I don't see them. Not yet. Okay, good. Maybe a little bit. Yeah. See what happened. Thank you. No problem. Bữa nay mấy bạn Hồng sao con Phúc hơn? Bữa nay học với cô Yên phở không? Yeah. À, cô học gì vậy? Cô cho đọc. À. Cái đọc. Con hiểu hết không? Yeah. Yeah. Anderson, how was your class today? You happy with this class? Yes, they're good. Yeah, you understand all right? They understand all you, right? Yes. Phúc, anh ơi. Phúc bữa nay học với Anderson có hiểu hết không Phúc? Dạ, có lúc hiểu, có lúc không, nhưng mà vẫn ổn ạ. Anderson dạy dễ hơn. À. Cũng dễ ha, dễ hiểu ha. Cô Trang ơi. Sao? Nói gì? Anh định nói anh kịp. Rồi xong. Anh đã đi luôn rồi. Chuyện gì? Aaron. Aaron, they want to see you. Yes. Last two, they want to right see here. You. Raise your hand. Do you right see here. Him? Thấy không? Tụi con có thấy không? Thấy anh Aaron không? Hello, class two. Con không thấy hả? Ok, let's like thiền thiền. How about now you see him? Có thấy không? Giờ này thấy không? Lớp 2 con thấy anh Aaron chưa? Dạ, dạ rồi. Rồi, vậy tụi con chào anh Aaron đi. Rồi chúc anh Aaron sao? Tết thì sao? Chúc Tết đi. Bữa nay là ngày học cuối cùng mình chúc Tết rồi 2 tuần nữa. Mình được nghỉ 2 oh, tuần really? Sau đó mình quay lại nha. Yeah. We're going to have a break okay. For Vietnamese New Year. We will come back. Chúc Tết rồi. Rồi. February. Wow. February. May your name. May your New Year. Okay, see. The wedding. Cái gì? Nói lại, nói lại. Happy hay New Year nói to lại. You guys. Nói lại, nói lại, nói lại con. Để từ từ cô Trang. So Trang, she said, wait, they said it was too easy? Huh? Was it, Anderson? They said it was too easy? No, they say good, but some understand, some cannot understand. But basically, it's okay. Not too hard, but not too easy. That's what happened. Yeah. Yeah. Huh?
Well, I can't hear class two, but I guess happy New Year's to them too, and I hope they could be good and they continue their studies and they stay healthy and stay happy. Lớp 2 có nghe anh em Rình nói gì không? Em nghe. Mẹ em Rình nói gì vậy Dịch ơi? Thì con nghe nhưng mà tụi con hiểu. Tụi hiểu kìa. Em Rình nói tiếng Việt kìa. I don't even know how to translate that. Dịch ra đi con. I don't remember what I said in English. I said chúc mừng năm mới. That's what I said. Okay. What else? Chúc mấy bạn sức khỏe tốt. Học giỏi. Chúc học giỏi. Thì thôi sức khỏe học giỏi. Sức khỏe học giỏi là đủ rồi. Oh yeah, thank you. Okay. Okay. Tụi con sẽ được nghỉ tuần sau nữa tụi con sẽ quay trở lại học ngày 17 tháng 2 nha. Dạ, 17 tháng 2 nha. Con chúc lại. Rồi con chúc lại đi. May do you year be qua đình hát my team in class with you has been met with you and all so why teacher you mean I could understand. So say thank you, that's it. What an easy thank you. Oh my gosh, thank you so much, thank you. Ok, chúc tụi con Tết vui vẻ nha. Nhớ là chúc cô Trang để chúc cô Trang nghỉ Tết mà mình vẫn phải học bài nha. Học bài học tiếng Anh nha. Chứ không thôi là khi mình nghỉ là mình quên hết đó, nha. Mày rồi vậy thôi, cảm ơn thank you Anderson, thank you Aaron.